Một cảnh sát Trung Quốc đã được ca ngợi là người hùng nhờ hành động cứu sống một cụ bà bị mắc kẹt trong một tòa căn hộ ở đông bắc Trung Quốc. Cụ bà 86 tuổi được cho là ngã ra ngoài, mắc kẹt treo ngược người ngoài ban công tầng 2 giữa đám dây cáp. Cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 1 giờ sáng và viên cảnh sát trên đang trong ca trực đã lập tức đến hiện trường. Anh trèo lên, dùng bệ cửa sổ tầng 1 làm bệ đỡ, đứng thẳng, dùng tay và vai đỡ cụ bà trong hơn 1 giờ đồng hồ. Đồng đội của anh tới sau đã gọi y tế và cứu hỏa hỗ trợ. Cùng lúc đó họ cũng giữ chặt chân nhang để anh đỡ được cụ bà. Nhân chứng và người dân địa phương ca ngợi hành động và khả năng chịu đựng của anh trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Tôi xuống cầu thang và thấy viên cảnh sát đang đỡ cụ bà. Người cảnh sát đó đã giữ chặt cụ hơn 1 tiếng đồng hồ. Còn với anh Yang, anh coi đó là nghĩa vụ phải làm. Tôi giữ cụ hơn 1 tiếng, nhưng tôi vui vì những nỗ lực của mình có kết quả xứng đáng. An toàn tính mạng của mọi người là điều quan trọng nhất. Sau khi lực lượng cứu hộ đến chi viện, cụ bà đã được đưa xuống an toàn. May mắn cụ chỉ bị bầm tím tay chân nhẹ.